xin chào tất cả mọi người, mình là Hưng Kim, một huấn luyện viên Zumba Fit. Và đã có rất nhiều bạn đã nhắn tin hỏi mình là chị chưa bao giờ tập Zumba thì không biết phải bắt đầu như thế nào, hay là em có thể dạy các chị online được không? Thì nhằm đáp ứng lại nhu cầu của mọi người thì hôm nay Hưng sẽ dạy tất cả mọi người những cái động tác basic của Zumba cho mọi người có thể tập được Zumba tại nhà một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào những cái buổi đầu tiên của Zumba, gọi là làm quen những cái bước basic của phần warm up, đó chính là phần khởi động. Thì những cái bước chạm này, step tắt này, dậm chân này, phải trái, ok, để chúng ta có những cái bước chân có thể linh hoạt hơn, để sau này chúng ta sẽ cùng update những cái level cao hơn. Mình sẽ đi từ những cái level thấp nhất đến cao nhất, và mọi người hãy theo em tập hàng ngày, em sẽ update những cái bài tập liên tục để cho mọi người có một lộ trình đi được dài và xa nhất. Và sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bước số 1, đó chính là bước mat step, có nghĩa là dậm chân. Và mọi người cứ nghĩ giống như mình đang đi đều bình thường, và Zumba thì luôn luôn bắt đầu vào chân phải của mọi người, tức là như em đang nhìn đối diện với mọi người thì em sẽ bắt đầu vào chân trái phải, còn mọi người tập bằng chân phải trái, đây là chân phải, đây là chân trái. Mọi người mặc định như vậy giúp em nhé. Bắt đầu này, phải này, trái này, 1 này, 2 này, 1 này, 2 này, chân phải này, trái này, phải, trái này, 1, 2, 1, 2, và nhanh hơn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dậm nhanh này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, thoải mái lên nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, em sẽ quay lưng lại cho mọi người cùng nhìn nhé. 5, 6, 7, dậm chân này, 1 này, 2, phải, trái, phải, trái, phải, nhanh hơn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhanh hơn lên này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó là bước số 1. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với bước số 2, đó chính là bước step tắt. Bước chân này, bước chạm phải trái, nghĩa là bước chạm này, bước chạm, bước chạm. Ok, cùng thực hiện chậm nhá. Chân phải, thu trái, chân trái, thu phải, phải, chân trái này, chân trái, thu phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cùng thực hiện nhanh hơn một chút này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhanh hơn nữa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, em sẽ quay lưng lại nha. 5, 6, 7, chân phải này, 1, trái thu này, chân trái này, chân phải thu này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhanh hơn một chút nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, nhanh hơn nữa này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Chúng ta sẽ đến với bước số 3, đó chính là bước two step, có nghĩa là di chuyển phải trái hai bước về bên phải, hai bước về bên trái. 5, 6, 7, sang phải này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, hai bước sang phải này, phải, thu trái, phải, thu trái, trái, thu phải, trái, phải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhanh hơn chút này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng rồi, 2, 2, 3, 4, 5, 6, và đi nhanh hơn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, phía sau nha.
5, 6, 7 sang phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đi tiếp này. 1, 2, 3 ngược lại này. 5, 6, 7 nhanh hơn một chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6 nhanh hơn nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, chúng ta sẽ cùng đến về bước số 4. Đó chính là bước V-step. Mọi người hình dung cho em, mình đang đứng tại chỗ. Chữ V như nào? Mọi người bước như vậy. Chân này, phải này, trái này, thu về này, xuống này, chân phải này, chân trái này, thu về, về này. Và một cái nữa, mọi người lưu ý, nó sẽ giống như hình tam giác. Mình đang đi hình tam giác ngược, nó sẽ có 3 điểm của hình tam giác. Mình sẽ bước vào đúng 3 điểm như vậy. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7. Chân phải này, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái. Và em quay lưng lại cho mọi người nhìn dễ hơn nhé. Chân nào bắt đầu chân phải này. 1 này, 2 này, thu về này. Đúng rồi này, chân phải này, chân trái này, thu về này. Tiếp này, phải này, trái này, thu về này. Tiếp này, 1, 2, đi nhanh hơn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chữ V này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người lưu ý nhé, khi mình bước lên ý, chữ V thì nhớ cho em là hai chân nó sẽ gần như là bằng nhau. Phải này, trái này, phải, trái này, lên này, lên này, xuống, xuống. Tránh tình trạng mọi người cứ bước này, nó không đủ biên độ của động tác. Và là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhìn hai chân của mình nó sẽ bằng nhau một chút. Ok, nào cùng thực hiện lại nhá. 5, 6, 7, bước này. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, cùng bước nhanh hơn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và ở bước V-step, chúng ta sẽ thực hiện cả hai chân giúp em. Vừa nãy là mình đã thực hiện chân phải, bây giờ mình sẽ đổi sang chân trái trước nhé. 5, 6, 7, bước này, trái này, phải này, thu về này, chậm này, trái, chân phải lên, trái về, xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bước nhanh hơn một chút nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tốt. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Mọi người cùng thực hiện lại nhá. 5, 6, chân trái đi này. 1 này, chân phải này, trái về này, phải về này, trái, phải, thu về, thu về. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bước nhanh hơn nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, và vừa rồi đã là 4 bước basic của phần warm up. Sau đây chúng ta sẽ cùng thực hiện với nhạc nhé. Âm nhạc bắt đầu nào. Estamos peligrosos, brindemos con.
vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn 4 bước basic của phần warm up. Thì cả nhà thấy có dễ hiểu không ạ? Về Zumba ấy, thì mọi người hãy nên tập thường xuyên mỗi ngày để mình có thể có những cái bước nhảy nó rõ ràng và mềm mại hơn. Mọi người đừng nghĩ là chỉ tập 1-2 buổi mà mình có thể giỏi ngay được. Mình hãy kiên trì mỗi ngày. Mọi người hãy like, đăng ký kênh và cùng theo dõi những video tiếp theo của Hưng. Hưng sẽ dạy cho các bạn tất cả những cái gì Hưng đã biết và để cho các bạn có thể tập luyện bộ môn này một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của mình.